Rồi Bon xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay gia đình mình có khoan giếng nước đó cả nhà, nên làm bữa cơm sáng để đãi cho mấy anh thợ nè. Thì sáng tra câu được hai con cá tra, với gia đình mình chuẩn bị thêm nguyên liệu nữa là củ qua. Củ qua hôm nay mẹ bầm chả cá thác lát với thịt heo để mình dồn mình hầm nha mẹ. Ừ, cá thác lát không phải những tư văn rồi những tư cho. Dạ. Cho cái máy cô mãi cũng hơi ồn đó cả nhà, nên mình cũng cố gắng nói chuyện hơi lớn tiếng xíu. Cá tra hôm nay thì chế sẽ kho tương. Đây. Tương mình dùng thì là tương mặn nha cả nhà. Còn củ cải này mẹ định làm gì mẹ? Mẹ bớt gánh đường cái mẹ chấm cá kho. Dạ. Thì anh hai sẽ móc hết cái ruột không? Ừ, móc ruột đang mình dồn chả với thịt vô. Dạ. Đây có được ít rau nhà trồng nữa nha cả nhà. Rau nhíp cá, rau thơm, hẹ. Rồi cái tím tím này gì không quên rồi ta? Tía tô. Tía tô. Nhà trồng không đó mà dạ. Được cái tốt. Dạ. Ta trồng có phân cơm đó mẹ. Mình ở đây hỏng xuống cái bỏ hết trơn. Dạ. Đổ cái đè rồi cái hốt lên không hết rồi. Hôm nay không có phân cơm gì đâu. Rau mình ăn rau nhà đi cho nó sạch. Mẹ bầm mà dồn chung với cá tí xíu mình ướp nữa hả mẹ? Ừ, chút mình ướp đường bột ngọt hành thẻ đồ vô. Dạ. Cái mình mới dồn mình mẹ mua ít bà gọi bỏ vô chung vô cho nó ngon. Dạ. Để chả cá không có nó dai quá nó không được ngon. Dạ, thường mình hầm thì mình cho thêm ít thịt ba gọi vô cho nó ngon nó thơm. Cũng ngon. Mà thịt ba gọi xong thì nó cũng hỏng hỏng không ngon luôn. Dạ. Phải có thêm ít chả cá vô ha. Cá thác lát này hoặc là cá phi mình làm cũng ngon đó mẹ. Ừ, cá phi cũng ngon. Dạ. Cá thác lát thì nó ngon dữ. Dạ. Hiện tại thì chế sẽ ớp cá trước nha cả nhà. Cho ít củ hành, ít tỏi. Ít ngọt. Ít hạt nêm tại vì tương nó cũng mặn á. Dạ. Xíu đường. Này thì mình sẽ không nêm nước mắm nha chứ. Tại vì cái tương nó cũng mặn rồi á. Mình dạ. Nêm ít cà no cho nó dặn nữa thôi. Dạ. Cá thì mình ướp cho nó hơi thấm xíu á. Tương thì hồi mình nấu mình mới cho vô. Giờ mình ướp chỉ là hành, tiêu, tỏi. Cơm nha, có củ hành với tỏi thì nghe thơm. Dạ. Tí xíu mình cho ít tiêu nữa chứ, giống tiêu đằng kia. Chế cắt siêu ớt bỏ vô nữa. Dạ. Máy chạy hơi ồn quá cả nhà thông cảm nha. Với hành lá, tiêu. Mình thấy ớp chả này á thì có hành với tiêu là nó thơm dữ lắm mẹ. Ừ. Thiếu hai món này là bỏ tiêu nhiều nhiều cái nó thơm nó thơm. Dạ, nó ngon. Thiếu hai món này là hết thơm luôn. Nó không tanh. Cho hành hơi nhiều nha. Cho hành hơi nhiều cho nó thơm. Mà bóp ra nó cũng không có nó xèo đó mẹ. Xèo đấy. Tại để bạn không ăn chứ bóp ra nó xèo đó. Dạ. Mẹ sẽ cho vô hết luôn rồi bắt đầu mẹ mới chọn. Cho hết đi rồi cái bên mình chọn. Chọn đều rồi cái mình dồn.
củ cải này thì mình thái lát ha. Thái lát mỏng rồi trên dạ. Thơm. Hôm nay mình không có trộn chấm mà mình trộn tát ha. Tát nó thơm hơn ha. Cái hủ qua này nè mẹ, nhiều người không biết hầm bỏ vô cái nó đắng nhất à. Mẹ hầm không có đắng, lúc mình cơ vô nước á, con mỗi lần hình như có một lần con cũng làm đắng rồi mẹ chỉ lại, con làm lại ăn lại được. Nhầm lỗi mà mình sợ đắng luôn thì mình quét đường vô trong đây nè. Mình tha đường vô, tha một tí xíu đường vô trong đây nè cả nhà. Ít thôi nha, nhiều quá thì cái nước ngọt quá mình khó nêm, kiểu mình chấm chấm rồi mình chờ quẹt quẹt vậy đó, mình tha xong rồi mình lát tới mình dồn vô mình ướp xuống vậy đó cho nó chảy cái nước ra. Đổi vàng chứ cho tương vô cái xì thì mới tỏi và thơm ha. Chỉ cho nước vô luôn. Tương này mặn dữ không chứ? Tương này mặn tại vì ở vùng mình nó cũng mặn không ít, ăn tương ngọt ăn chứ cho cá vô luôn để sôi sợ bỏ vô cái nó bị nứt cái da cá. Cá giòn này chế thích nhất ăn với cái bụng nó béo béo, bụng có mỡ béo. Ở phía bên kia thì mẹ với anh hai đang dồn hủ qua luôn nha cả nhà. Bữa nay mấy món thấy món nào cũng hấp dẫn hết rồi. Dạ. Cá kho tương này mà trời lạnh lạnh này ăn im hả anh hai? Em thấy bữa nay mưa hoài. Dạ. Nắng nổi. Sáng giờ làm mấy đá này. Do bữa nay hơi đông người nên làm hơi nhiều cá, hai con cá luôn. Nãy giờ thì mình cũng có bắt nồi nước trước để cho nó sôi cả nhà. Thấy mẹ chấm nước mắm này là để làm gì mẹ? Mẹ chấm đựng cho nó xuất thịt ra, cho nó chắc cho miếng thịt lại. Pha cho chắc miếng thịt lại. Dạ. Giờ mình cũng bỏ vô, mình hầm nước sôi rồi mình bỏ vô hầm. Dạ. Đấy thì mẹ chấm nước mắm vô mẹ pha trên cái miếng thịt đó cả nhà. Cũng có cái chiêu này nè, để anh thôi nó rớt thịt ra hết. Đây cũng chưa hết nha cả nhà, tại mình cho vô trước rồi hai còn dồn ở dưới nữa. Nhiều lắm. Sáng nay nấu hầm cái hầm. Mẹ mua mấy ký hôm qua mẹ? Mẹ mua 3 ký. Dạ. Mua 3 ký. Là quá nhiều luôn. Ừ. Cái thắt lát cũng nhiều nữa. Dạ. Mua mua dồn. Lâu rồi nhà mình cũng không có ăn hủ qua hầm. Dạ. Giờ khoảng phần để rồi coi ta ăn rồi mình ăn luôn. Dạ. Cái nước thì đang ở phía ngoài kia nha cả nhà. Đang ở phía ngoài đó. Đây con luôn. Cái ngày mùi thơm dữ rồi đó. Dạ. Tương mình tương mặn thì cái màu nó không có đỏ bằng cái tương ngọt ha. Mẹ con nhớ lúc mà mình đi làm đi cấy ngoài ruộng mẹ làm chuyên gia làm cát phi kho tương đó mẹ. Ừ. Hồi xưa hai mẹ con đi cấy cái đem đồ ăn đi theo. Dạ. Cái để lĩnh trùng BK đó gió dòng lật ổng cổ hai mẹ con không còn còn gì ăn hết trơn. Dạ. Nói hồi xưa chứ cũng 4-5 năm vậy. Với lúc không có cá mẹ, cái tương cái mình bỏ đường bột ngọt ớt rồi vô cái đi theo chấm rau luộc. Dạ. Là đi mặn là rau luộc rau sống gì ăn với tương cũng ngon nha. Bắp chuối á, bắp chuối mình đập đập ra mình bỏ giấm vô cái bắt đầu chấm. Dạ. Cái cha này thì của mình ở dưới đìa nó cũng không lớn luôn, cá hồi sáng chắc chưa tới 1 kg ha. Vô rồi, ngon rồi đó. Dạ. Này thì mình cho nó sôi thêm tí xíu nữa, mình cho hành tỏi vô, tí hành củ với hành lá vô, ớt vô. Còn cái phần bên đây á thì thấy chế làm nước cốt tắc. Cái cốt tắc trong đó thì chế đường bột ngọt ha. Đường xíu muối khỏi bột ngọt. Dạ, đường với muối không có cho bột ngọt. Trộn vô đây luôn. Dạ. Mình trộn trước để tí xíu cho nó thấm á. Cho thấm ăn cho ngon. Dạ. Cắt thêm vài lát ớt nữa ha. Cá chín.
cho củ hành vô. Củ hành nó chậm chín hơn cái hành lá. Mà cái củ hành này vừa chín tới mình ăn nó ngọt. Dạ. Cho hành ớt vô luôn mà mình tắt được rồi. Mình chỉ cần đợi cái nồi hủ qua nữa. Để cho hủ qua hầm hơi lâu. Nhìn hấp dẫn à. Bây giờ mẹ nêm. Nãy giờ nấu nãy giờ mẹ nêm miếng một cọ. Ôi chàng chàng luôn, tôi quá. Trời trời. Phải cho tôi tóc hành vậy mới chín được. Miếng hạt nêm. Đấy mẹ thì miếng ngọt, miếng nêm, rồi miếng muối đó nè. Ừ, miếng muối. Miếng mình cho thêm ít hành vô nữa. Ngày đông lần đông rồi làm nồi quá bự rồi nó chèn. Dạ. Cũng không chèn không cũng đến nổi. Chủa vậy đó. Cũng gần đông rồi, mà cái nồi này thì cũng gần chín rồi. Đây, nãy giờ mình khoan độ sâu được cỡ nhiêu mét anh? 124 rồi. 124 là tới nước ngọt rồi đó anh. Bao ngon. Dạ. Nhầm chỗ phải 107-108 mới tới nước ngọt anh. Dạ dữ rồi. Ống này anh xài ống gì vậy anh? Đặt quà. Đặt quà hả? Không biết. Hiện tại thì cây nước cũng quan tâm nữa nha. Em thấy gắn cái ống này xuống dưới để làm gì vậy anh? Gắn cái ống này mình chạy đó để làm gì anh? Để thổi nước ở dưới lên cho nó trồng. Dạ. Yeah. Rồi. Tại chúng ta phải thổi nó trồng. Dạ, mình thổi chừng nào nó trong thì thôi ha. Dạ, trong nước ngọt là tắt. Dạ. Tới công đoạn này nữa là mình hoàn thành cây nước rồi ha. Mua tưa đâu được nữa không. Dạ, gắn thêm mua tưa nữa là xài. Sau em thấy bây giờ khoan cây nước không có xài tay gặt nổi nữa ha. Nước đây giờ nặng lắm, bơm không hết nổi. Dạ. Mặt nước tỉnh mình mới sâu dữ rồi. Dạ. Cút lên hết nổi rồi. Còn thấy chừng mấy năm trước là còn xài tay gặt cái bơm nổi bình thường à. Đúng rồi, hồi mà nay mấy năm trước mình nước tỉnh mình có chừng 5-6 thước, bây giờ nó tới 9-10 thước rồi. Dạ. Dịch xuống á. Dạ. Nặng lắm bơm nổi. Dạ. Bây giờ mình cũng nấu chín rồi, giờ bỏ hành vô. Dạ, tôi cũng giật nước rồi. Tôi giật nước rồi, mềm dữ rồi, chắc mềm dữ rồi. Vậy cần lát tàu cho thơm rồi. Còn tàu lát mình để trên tô. Để vô đó. Dạ. Giờ mẹ cũng múc ra để mấy anh mấy chú ăn rồi. Chưa dữ rồi, có bụng dữ rồi. Giờ mình dọn ra ăn luôn. Buổi sáng hôm nay gia đình mình cũng làm cơm xong rồi. Mời cả nhà dùng chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, mời mấy chú luôn. Chắc cũng đói hả mấy chú? Vừa, đói. Ăn tự nhiên đi nha.
mái ngoài đó mình để chạy hoài chừng nào trong thì thôi hả chú. Tính ra cây nước xây giờ mau ha, chứ ngày xưa qua xây cái khi cả ngày hai ngày gì mới xong, rồi bây giờ hai ba ngày, ngày hai ngày mới gọi. Dạ dạ, lần buổi mòn lần buổi mau. Đúng rồi đó, làm xong mà nó lâu đó, kỹ thuật nó như là nó dò địa từ quá. Ừ. Nhưng nó không biết địa từ nó phan rồi tới đâu nó dò đó. Còn giờ mình dò xong mình phan thẳng luôn. Giờ mình phan chỗ nào mình phan cho mình biết cho nè. Dạ. Lại mức nào, khu vực nào, mức nào nhiêu nhiêu là mình. Dạ. Mình giờ lên cát là mình biết rồi. Quá ngọt quá nè. Ừ. Chú theo nghề phan này được nhiêu năm rồi chú? 22 năm rồi. Dạ. Kinh nghiệm cũng lâu năm dữ rồi. Giờ mua ở nhà nuôi. Có chả cá vô dần dần. Lên cái tích. Cấp đoạn mạnh mạnh lên mấy anh ơi. Tự nhiên nha. Tự nhiên đừng mắc cỡ nha. Mẹ mày nó sợ mắc khổ rồi, mắc cỡ. Nấu sao ăn được không? Nấu sao ăn được, dễ ăn. Dễ ăn không? Dạ. Dễ nuôi thì, dễ nuôi. Dạ, cứ dùng mạnh mạnh đi, ở trên còn rất nhiều lắm. Sợ nấu gấp không mềm mà giờ cũng mềm ha. Dạ. Nãy giờ sôi được cũng hơi lâu. Dạ. Sáng có hơi gió đó mẹ, lúc mới lắp lên. Mẹ bên kinh kinh nào? Hả? À, mình vừa tôi à? Ừ. Sáng giờ quên giới thiệu với chú. Là về là đa số coi kênh này trên kia nhiều lắm. Dạ. Chúc về cho được đăng ký. Dạ, lần này về nhớ xem U Minh quê tôi nha. U Minh quê tôi à. Dạ. Con dễ nhỏ quá. Nhà chú ở đâu chú? Ở trên Khánh Hòa. Khánh Hòa. Trần Kinh, Trần Kinh gì ta? Trần Kim Đài rồi đó. Kim Đài ha. Trần Đài mới chùi. Dạ. Cứ thoải mái ăn bớ giờ. Mày ăn mà bỏ qua nó tới xóm nè. Nó là gấp cá mình cũng chỉ dùng. Cũng chỉ bận luôn. Mấy rau này là ở nhà không à, không có phân thuốc kìa, yên tâm luôn. Xem hai cá kho tương nghi luôn. Ê, lâu chứ không ăn tương ăn cá lại. Cá này nó béo lắm. Dạ. Tương thơm. Cá này ít cho ăn nên nó cũng không có mỡ nhiều. Mỡ vừa phải. Với cá này nó cũng còn hơi nhỏ cho nên mỡ, lượng mỡ nó cũng ít. Dạ. Ăn cũng vừa ăn rồi. Dạ. Dễ thật. Ừ. Quá
nói chuyện lắm nên hay vô vậy. Hỏi chú đó đi. Ăn cơm đi, đâu ăn quay rồi thấy không? Tập trung ăn đi. Tập trung ăn đi. Cũng phải ăn, cũng phải thưởng thức tâm sự coi cái ngon hay không như vậy. Cắt đồ rồi. Cho nhận xét mấy món ăn này chú. Ngon. Mày xin dám thật nè. Có vừa miệng không chú? Vừa miệng, rất là ngon. Dạ. Ngon quá, làm bạn chán rồi. Làm bạn ngon quá, chắc hai nồi không đủ. Dạ. Sạch là cơm luôn. Xăng này dễ ăn. Nhỏ mình có ăn chứ lớn thì sao ăn hết nổi. Nhiều quá sao ăn nổi. Hôm qua vừa mềm luôn rồi ha. Không mềm. Dạ. Nhỏ này nè. Con nhỏ là ăn. Giờ xong là chú chạy đi đâu nữa hay là về chú? Về, về nhà. Dạ. Mai mấy em luyện khoan. Dạ. Khoan khoan không kịp hay là bữa nay mệt rồi? Chắc mệt quá. Với hơi chiều nữa. Dạ. Những thứ ngày mai làm nữa chứ làm quá về nhà dạ chê à. Dạ. Vậy là im rồi, dưỡng sức cho vợ con nữa. Nặng mà phải có sức chứ. Có giá cá đường dài dài thật ngọt. Mỡ béo. Mình dòm hủ qua là có vừa mỡ vừa thịt nó ăn ngon, còn nếu thịt không ăn khô á. Chứ chả cá mà chiên á, mình có thể là cho thêm tí ba gọi vô nó sẽ ngon hơn. Ừ. Mà yêu cầu có chả cá mình cho xíu ba gọi vô là nó ngon. Còn nếu không mình chả cá không nó khô. Quá trời cái nước em này. Ăn chấm, chấm mẹ nhiều điểm? 9 điểm gửi. Còn nửa điểm cho khán giả hả? Nửa điểm cho mấy ông thợ xây cái nước này chấm. Nước ngon chứ. Đây là ok rồi. Dạ. Này gấp chứ coi thấm gấp nó còn ngon nữa. Sáng gấp nó cỡ gấp bụng quá rồi làm ngon ngon nữa chắc nấu thêm rồi con nữa. Cá lu bu ở nhà dưới đất được cái không lên được sớm á. Chị nhà lu bu rồi đó.